Hey, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Việt Linh và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ ba, 20 tây tháng 10 năm 2020. Lãnh tụ đa số của Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell tuyên bố là ngày thứ hai tuần tới ông sẽ triệu tập toàn thể Thượng viện để bỏ phiếu quyết định việc phê chuẩn thẩm phán chỉ định tối cao pháp viện bà Amy Comey Barrett. Thì đây là một cái việc làm mà phía bên đảng Dân Chủ họ rất lấy làm tức giận cũng như họ rất lấy làm thất vọng, là bởi vì dĩ nhiên họ là đảng thiểu số, và cái sự kiện mà Thượng viện đã mưu một cách, tức là đã tiến hành một cách nhanh chóng những cái thủ tục mà để mà lựa chọn và phê chuẩn bà thẩm phán tối cao pháp viện Barrett một cách nhanh chóng như vậy. Dự trù là bà sẽ được tuyên thệ vào ngày 3 tây tháng 11, tức là ngay ngày bầu cử, thì bây giờ có thể sớm hơn nữa. Điều này đã tạo ra những cái khó khăn cho đảng Dân Chủ, đặc biệt là người ta sợ rằng cái cán cân giữa cái khối bảo thủ và cái khối cấp tiến từ trước tới giờ, sau khi mà bà Ginsburg mà làm nhà thương đó, thì nó là 4-4. Cái điều đó có nghĩa là vì ông John Roberts chánh án, đôi khi ông thiên về phía bên cánh tả, do đó người ta nghĩ rằng bà Barrett đi vào sẽ làm cho cái cán cân thiên về phía bên bảo thủ, đặc biệt nhất là cái vấn đề tranh tụng trong cái cuộc bầu cử sắp tới, là một vài cái tiểu bang, chẳng hạn như tại tiểu bang Philadelphia, có thể đưa tới cái việc tranh tụng là những cái lá phiếu mà gửi bằng bưu điện tới trễ thì có thể bị quyết định là không có hợp lệ, tức là vứt vào sọt rác, không có được kể. Và cái điều đó đảng Dân Chủ rất là lo sợ là họ sẽ không có thể nào chiến thắng ở tại tiểu bang Philadelphia. Và nếu họ không chiến thắng ở tại tiểu bang Philadelphia thì cái cơ hội của Tổng thống Trump đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ 2 rất là cao. Lý do Philadelphia là một trong những tiểu bang được coi như là tiểu bang quyết định cái vận mệnh ai sẽ là Tổng thống vào cái nhiệm kỳ năm 2020 này. Vâng. Thì lúc nào cái đảng Dân Chủ cũng rất là lo, lúc nào cũng lo. Nhưng mà thực sự người ta lo cũng là hơi tầm bậy. Lý do về tại sao vậy? Chúng ta biết rằng nếu mà giả dụ cái phiếu về quá cái ngày bầu cử thì chắc chắn là phải bỏ đi rồi. Vì chúng ta ở trong cái thời kỳ này đó, một cái thơ mà chúng ta gửi từ từ nhà chúng ta đi, chứ không phải bỏ tùng thơ, về tới nơi đó, nó chỉ chừng 1-2 ngày thôi. Cho nên không lý do gì mà phải kéo dài ra như thế. Cho nên người ta chỉ lo, đảng Dân Chủ chỉ lo nếu mà đảng Dân Chủ muốn, nó gọi là kéo dài ra để vì dân là gian lận thôi. Chứ bình thường thì những người ta thẳng thắn ấy, người ta thấy chuyện đó cũng bình thường, không có gì đáng lo cả, phải không ạ? Vâng. Và đồng thời dĩ nhiên đảng Dân Chủ thì họ rất là lo lắng về một số những cái đạo luật khác, chẳng hạn như cái đạo luật về vấn đề Obamacare. Thì cái Obamacare có thể sẽ bị tối cao pháp viện phủ quyết và hủy bỏ vào ngày những cái ngày đầu của tháng 11, tức là vào ngày 10 tây tháng 11, một tuần lễ sau cái ngày bầu cử, thì tối cao pháp viện sẽ phân xử cái vụ gọi là Obamacare thôi. Vâng, cái vụ Obamacare thì chúng tôi muốn nhắc với tất cả các quý vị rằng cái Obamacare, đảng Dân Chủ đã cố tình làm cho người dân của Hoa Kỳ, đặc biệt là những người đang có Obamacare, lo rằng ngao ngại là sẽ không được cover cho thuốc men hoặc là bệnh viện. Nhưng mà cái đó là tầm bậy, bởi vì khi mà bỏ cái Obamacare
nó cũng chỉ là một cái hãng bảo hiểm thôi, thì có thể chuyển sang một cái, có thể chuyển sang một cái bảo hiểm khác, mà cái bảo hiểm khác đó thì có thể mua tại nhiều tiểu bang khác nhau, chứ không phải đặc biệt là chỉ có mua tại cái tiểu bang mà cái người đó đang ở. Và chính vì thế cho nên cái việc cạnh tranh khiến cho cái việc mua bảo hiểm nó sẽ rẻ hơn. Và đồng thời thì chúng ta cũng biết rằng trong tương lai Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra những cái về vấn đề tiền thuốc cũng như là bệnh viện nó tương đối nó rẻ hơn, cho nên cái này chẳng có ai mất, những người mà hưởng Obamacare cũng không mất và không thiệt thòi cái gì cả. Nhưng mà Đảng Dân Chủ cố tình tìm tất cả cách để mà làm cho người ta sợ là vì mất Obamacare và người ta có thể bỏ cái phiếu cho Đảng Dân Chủ. Đó là cái cách nói chuyện, nói một cách hơi ma giáo của Đảng Dân Chủ thôi anh. Vâng. À, đồng thời ngày hôm nay Thượng nghị sĩ Mitch McConnell ông cũng nói rằng là ông nói một cách gọi là kín đáo với một số các cái thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa là ông không có muốn ký, Thượng viện sẽ không có muốn phê chuẩn cái đạo luật về vấn đề trợ cấp tài trợ cho cái vấn đề COVID ở cái đợt 2. Và cái điều này ông nói là ông đã đưa ra những cái lời cảnh báo với Tòa Bạch Ốc là không có nên thương thuyết và đạt một cái kết quả một cách vội vàng với Hạ viện, tức là với bà Chủ tịch Nancy Pelosi về cái vấn đề cái khối tiền tài trợ cái đợt 2 cho vấn đề COVID mà phía bên Đảng Dân Chủ trước đây đòi 3 ngàn tỷ, hơn 3 ngàn tỷ, bây giờ xuống là 2.200 tỷ. Và phía bên Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Trump thì dự trù sẽ gia tăng lên tới 1.900 tỷ, tức là người ta nghĩ rằng cái con số 1.900 tỷ là cái con số mà Hạ viện và Tổng thống Trump có thể đạt được. Nhưng mà còn cái vấn đề then chốt vẫn là liệu rằng phía bên Thượng viện có ủng hộ và cứu xét cái vấn đề tài trợ này chỉ còn có 2 tuần lễ nữa trước cái ngày bầu cử. Lý do là phía bên Đảng Cộng Hòa họ nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump sẽ được thắng cử vào tháng 11 này, và cái việc mà Đảng Cộng Hòa vẫn còn giữ được cái đa số ở tại Thượng viện, và đó là lý do tại sao mà lãnh tụ Thượng viện đa số Mitch McConnell đã trở nên cứng rắn hơn. Lý do cái vấn đề khúc mắc thưa quý vị ở đây là cái vấn đề trong cái số tiền này phía bên Đảng Dân Chủ, tức là Hạ viện, muốn đưa ra một cái ngân khoản tương đối khá lớn để viện trợ cho các cái tiểu bang và các cái quận hạt cũng như các cái thành phố, mà một số các cái tiểu bang cũng như thành phố dưới cái quyền lãnh đạo của các cái thống đốc cũng như là các cái thị trưởng Dân Chủ, và những cái người này họ đã quản trị một cách quá bết bát, chẳng hạn như trường hợp thành phố New York và tiểu bang New York là đã thiếu thâm thủ cái ngân sách lên tới một cái số tiền quá lớn, là bởi vì họ sử dụng những cái số tiền mà federal cho những cái chương trình mà nó không mang lại một cái lợi ích nào cho người dân. Chẳng hạn như quý vị thấy là phát những cái tiêm chích thuốc cho những người nghiện ngập, xong rồi trả tiền cho những cái tổ chức phá thai lên tới hàng trăm triệu, thì đó là những cái sự gọi là phung phí tiền bạc, cái tiền thuế của chúng ta, và đó là cái điều mà phía bên Thượng viện Cộng Hòa họ không muốn ủng hộ cái deal giữa Tổng thống Trump và Hạ viện thôi. Vâng, và còn một số cái nữa mà Thượng viện người ta không đồng ý, kể cả ông Tổng thống Donald Trump cũng không có đồng ý, chẳng hạn như là tài trợ cho cái gọi là cái bưu chính, mà bởi vì cái chính cái đó làm cho bưu chính có thể giúp cho cái vực gian lận của Đảng Dân Chủ, và chính đó là lý do mà Thượng viện thấy rõ là Tổng thống đã điều lệnh một tối đa rồi mà bên Hạ viện không đồng ý nữa, thì coi như là mình gọi là già néo đứt dây đó. Vâng. Thì
Dĩ nhiên là Hạ viện họ muốn lợi dụng cái quyền lực đa số ở tại Hạ viện để mà có thể cung cấp những cái số tiền cho các cái tiểu bang cũng như các cái thành phố. Và đó là cái điều mà Thượng viện họ không có muốn. Và cho tới giờ phút này thì Thượng viện người ta nghĩ rằng người ta vẫn có thể maintain, tức là người ta có thể giữ được cái đa số. Và chắc chắn thì một lát nữa chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết tại sao ông Trump có một cái cơ hội tái đắc cử so với ông Biden, mặc dù tất cả những cái cuộc thăm dò dân ý, là những cái cuộc hay những cái cuộc thăm dò dư luận cho thấy rằng là ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump, nhưng mà những cái cuộc thăm dò đó hoàn toàn có tính cách chủ quan, cũng như là phần lớn là do các cái tờ báo khuynh tả đưa ra. Bây giờ trở lại một cái vấn đề mà nó cũng liên hệ tới là ngày hôm nay các cái cơ quan an ninh của Hoa Kỳ người ta tố cáo rằng chính phủ Trung Cộng vẫn tìm cách ăn cắp, tức là tin tặc đột nhập vào trong tất cả những cái công ty mà nó có tính cách liên quan tới vấn đề quốc phòng, thưa anh. Vâng, trong vào những ngày chót của cuộc bầu cử này thì chúng ta biết rằng Trung Cộng đã cố gắng một cách tối đa để mà có thể xâm nhập vào tất cả mọi cái lĩnh vực của Hoa Kỳ, lĩnh vực quốc phòng. Và đồng thời Trung Cộng tạo những cái cho người dân của Hoa Kỳ, nếu mà yêu bóng vía đó, thì nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump có thể tạo nên cuộc chiến tranh khiến cho người dân Hoa Kỳ sợ hãi. Nhưng mà thực sự thì chúng ta biết rõ một điều là Tổng thống Donald Trump lần này không cần phải có những cái gọi là cái chính sách mà cứng rắn đến mức độ mà gây nên cuộc chiến ấy, thì mới lấy được phiếu của người dân. Bởi vì bây giờ chúng ta biết rằng trong tất cả những tiểu bang mà Tổng thống Donald Trump đi, mình gọi là đi rally đó, thì người dân đông vô cùng. Và chính cái đó làm cho những người mà ở trong cái thành phần gọi là độc lập đấy, người ta cũng phải thay đổi ý kiến. Người ta nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump phải tốt đến mức độ nào đó thì người dân người ta mới thương, mới đi. Nhưng mà bây giờ anh trở lại cái vấn đề cái chiến lược của Trung Quốc. Cho tới giờ phút này thì người ta biết chắc chắn là Trung Quốc không có muốn Tổng thống Trump tái đắc cử. Đúng. Nhưng mà họ không có muốn tạo ra những cái việc làm mà có tính cách sách động hay là ủng hộ đảng Dân Chủ, sách động đảng Dân Chủ để mà tìm cách phá hoại cái cuộc vận động bầu cử của ông Trump, để ông Trump có thể đi tới cái tình trạng thất cử. Và cái điều đó nó cũng là một cái con dao hai lưỡi. Nếu mà giả sử như Trung Cộng mà cho tình dân chúng Hoa Kỳ cũng như là mọi người thấy có những cái bằng chứng là Trung Cộng đã nhúng tay vào trong cái việc âm mưu yểm trợ cái phong trào lật đổ Tổng thống Trump bằng cách làm cho ông thất cử vào cái cuộc vào cái ngày bầu cử 3 tháng 11 này, thì một khi mà ông đắc cử trở lại thì Trung Cộng có thể sẽ phải trả một cái giá rất là đắt mà họ không biết rằng, họ không có đo lường được cái hậu quả của cái giá đó là như thế nào. Điều đó đúng thôi. Vì chúng ta biết rằng Trung Cộng thì dĩ nhiên là không muốn ông Donald Trump đắc cử, nhưng mà không muốn lộ liễu đến cái mức độ gọi là mình là Trung Cộng tạo điều kiện để cho Tổng thống Donald Trump thấy rằng Trung Cộng là một kẻ thù không đội trời chung. Mà đến lúc mà ông Tổng thống đắc cử đó thì tất nhiên là sẽ Trung Cộng sẽ bị những cái gọi là cái việc chạm biến của Tổng thống Donald Trump rất mạnh. Bởi vì Trung Cộng cũng như Nga, kể cả Nga hiện nay bây giờ người ta cũng đã nhìn thấy là Tổng thống Donald Trump chắc chắn là phải đắc cử chứ không phải không được. Cho nên Trung Cộng nếu mà có sờ vào cái cuộc bầu cử này của Tổng thống Mỹ thì chỉ là sờ nhẹ nhẹ thôi, chứ không nên làm nên gây nên cho Tổng thống Donald Trump bất mãn đến mức hiện tại bây giờ đó. Thì cái giới mà gọi là các cái giới mà chiến lược gia ở tại ở trong Trung Quốc của Trung Cộng đó, họ chia ra làm hai nhóm. Một cái nhóm thì nghĩ rằng là Trung Cộng phải có những cái biện pháp mạnh, có những cái hành động là ấy để mà lợi dụng vào trong cái tình trạng nước Mỹ hiện bây giờ đang ở trong cái tình trạng suy thoái về kinh tế vì cái hậu quả của COVID-19. Cái nền chính trị hiện tại bây giờ cũng đang ở trong tình trạng phân hóa,
hai phe đánh nhau thì nên thừa nước đục thả câu. Ngược lại thì có một cái nhóm trung hòa hơn những cái nhà chiến lược thì họ nói rằng là không có nên Trung Cộng, chưa có phải là cái lúc mà tranh giành cái ưu thế nhất nhì đối với Hoa Kỳ để làm một cái cường quốc ở trên cái thế giới này, bởi vì Trung Cộng không đủ thực lực để có thể trở thành một cái cường quốc trên thế giới trong nhiều cái phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự, và đặc biệt nhất là trong cái ngành lĩnh vực kỹ thuật và khoa học. Đúng như thế. Cái nhóm mà ôn hòa hơn và người ta khôn ngoan hơn, người ta thấy rõ một điều là tránh voi không xấu mặt nào, có nghĩa là bây giờ đang cái thế, mặc dù nó nói là Mỹ đang vật với Covid rồi đang gặp một khó khăn trong nội bộ, rồi Đảng Dân Chủ đang phá vách ở kia, nhưng mà cái người thật khôn ngoan ấy, người ta thấy rõ một điều là Tổng thống Donald Trump đang bây giờ đang ở trong cái thế mạnh, thành ra cái phần tử ôn hòa ở bên Trung Cộng ấy, người ta thấy rõ một điều là tránh voi không xấu mặt nào, nghĩa là dáng nhẫn nhịn trong khoảng thời gian 4 năm của Tổng thống Donald Trump, hay là cùng lắm là 12 năm của Đảng Cộng Hòa, kể cả là 8 năm của ông Pence nữa, thì sau đó đấy, thì chắc chắn là hết Đảng Cộng Hòa sẽ tới Đảng Dân Chủ, có thể tới Đảng Dân Chủ, thì lúc đó tới khi có Đảng Dân Chủ đó, thì Trung Cộng sẽ đã khá hơn, văn minh hơn nhiều, vì đã có thể lợi dụng xâm nhập được vào Mỹ và các quốc gia khác để mà tạo nên cái thế mạnh cho mình. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay đó thì phía bên Trung Cộng họ cũng đang trù trừ, có những người họ nói rằng là Trung Cộng nên tìm cách thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ bằng cách là đừng có bị cái ảnh hưởng của cái đồng đô la Mỹ nó tràn ngập ở trong cái lĩnh vực kinh tế, chính trị, kể cả vấn đề xã hội của ở tại Trung Quốc luôn. Và một số những cái chuyên viên về chiến lược của Trung Quốc về vấn đề tài chính thì họ nói rằng là Trung Cộng nên tìm cách sử dụng cái quỹ dự trữ của mình để mà dự trữ những cái ngoại tệ khác, chẳng hạn như ngay cả tới cái đồng yen của Nhật Bản hay là đồng euro, hay là nói chung trước đây thì có một cái phong trào là làm thế nào promote, tức là nâng cao cái giá trị của cái đồng nhân dân tệ, nhưng mà cho tới giờ phút này chính quyền Trung Cộng không có gây được cái lòng tin cho toàn thế giới là họ có thể sử dụng đồng nhân dân tệ để như là một cái đơn vị giao hoán, và họ vẫn phải chấp nhận cái đồng đô la là một cái đơn vị giao hoán quốc tế. Thì bây giờ những nhà chiến lược của Trung Cộng nói rằng là chúng ta nên giảm bớt đi cái sự tùy thuộc vào trong cái nền kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách là bớt đi cái quỹ dự trữ, tức là không có mua công khố phiếu của Hoa Kỳ nữa và dùng cái tiền đó để đi mua. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì cũng chưa có ai dám mà gọi là đem chuông treo cổ mèo hết. Cái giấc mơ của Trung Cộng thì vẫn là giấc mơ thôi, bởi vì tới giờ phút này và trong tương lai cũng còn xa lắm chứ phải không, cái đồng đô la vẫn là khống chế tất cả các đồng tiền khác trên thế giới. Bởi vì điều thứ nhất ấy, người ta thấy rõ một điều là khi mà đầu tư trên đất Mỹ là đầu tư ổn định nhất, từ xã hội cho tới kinh tế cho tới quân sự thì chỉ có xã hội Mỹ là ổn định thôi, còn tất cả những quốc gia khác chẳng hạn như là Trung Quốc, bây giờ thực sự Trung Quốc mơ nhưng mà cái nội tình của Trung Quốc ấy, nó khủng khiếp lắm. Bởi vì ở trong Trung Quốc những cái thành phần ở trong nước, chẳng hạn như từ Tây Tạng cho tới Tân Cương ở kia, rồi tới Hồng Kông, và đối với thêm nữa là Đài Loan, tất cả những cái đó làm cho Trung Quốc thấy là nó là một nước, một khối vậy, nhưng mà nó vẫn chưa hoàn toàn là nó có cái giá trị nó cao đối với thế giới, kể cả đối với trong nước nữa. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề vào đây và sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình đối diện vấn đề. Trân trọng xin kính chào tạm biệt quý vị.